Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman đã trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, trao đổi thương mại đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông, tình hình Nga-Ukraine. Cũng trong chuyến thăm, Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman đã chào xã giao Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và có các cuộc gặp với trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hòa Trung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc.